Rồi, xin chào mọi người. Thì lâu quá rồi vẫn chưa có làm clip mới ha. Tại vì mấy nay cũng hơi bận, với lại cũng chưa có thời gian để làm nội dung mới. Thì hôm nay nói sơ về quay một ít nói sơ về cái vấn đề này ha. Tại vì hôm nay mới gặp thôi. Nếu bác thấy là phòng tối không? Hiện tại là đang bị cúp điện, mà cúp từ sáng tới chiều rồi ha. Thì tới khoảng 5 giờ chiều mới có, thì 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Rồi đây, như các bác thấy là nhiệt độ nó hiện tại nó là khoảng 27 độ ha. Từ sáng tới chiều mà nó giữ lạnh vẫn còn 27 độ, tức là tăng chỉ khoảng 5 độ thôi. Nên vẫn còn đảm bảo được. Tới bây hiện tại là bây giờ là 4 giờ rồi, khoảng tiếng nữa, cho nên là vẫn duy trì được tốt. Cho nên là các bác mà làm phòng nuôi á, thì nhớ là cái điều kiện nhiệt độ mà nó bảo lưu tốt nhất ha. Tránh trường hợp mà mất điện trong khoảng lâu như vậy, từ sáng tới chiều mà nó không giữ được, phòng nó nóng lên thì nó rất là dễ hư phôi, cũng như là mình nuôi nó bị ảnh hưởng. Thì những cái khu vực mà thường xuyên cúp điện thì các bác nên trang bị những cái máy phát điện nhỏ thôi, để lâu lâu mình duy trì cái nhiệt độ cho nó, chứ không cần thiết phải duy trì liên tục đâu. Thì đối với trường hợp mà mất điện như vậy thì mình ngưng chiếu sáng, hạn chế ra vào, cũng như là mình nếu mà được thì mình tăng cường nói chung là mình bớt ra vô làm thôi, chứ không có gì hết. Thì ở đây một số trường hợp là hiện tại do ở chỗ mình làm là điện mà xài hai loại điện, điện một pha và điện ba pha, cho nên nhiều khi mà mất điện máy lạnh thì mình chạy điện 3 pha, còn chiếu sáng mình chạy điện 1 pha. Nếu mà mất điện 3 pha máy lạnh thì mình nên tắt đèn luôn nha. Đó, thì đó là cái biện pháp xử lý sơ như vậy thôi. À, các bác thấy sáng chiều mà nhiệt độ nó vẫn còn 27 độ. 27 độ, độ ẩm hiện tại là 60%. Đó, nhiệt độ nó cao lên thì độ ẩm nó cũng cao lên. Rồi. Hiện tại sắp tới thì sẽ làm thêm những clip mới, nội dung mới. Thì vừa rồi có làm thêm những cái giống mới đó các bác. Thì xem hết đợt này thì em sẽ tiếp tục ra clip mới ha. Cảm ơn mọi người đăng ký. Hiện tại là kênh bị giảm tương tác rất nhiều. Hơn một tháng vừa qua thì cái kênh hiện tại cái lượng người theo dõi trên kênh nó giảm đi nhiều lắm. Không có tăng được bao nhiêu, rồi nếu thời gian xem nó cũng không đạt nữa. Hiện tại chưa đạt mốc bật kiếm tiền các bác ơi. Các bác xem các bác ủng hộ nha. Các bác không ủng hộ bằng tiền thì các bác ủng hộ bằng thời lượng xem qua kênh YouTube của em. Thì các bác nào chưa rõ nội dung nào thì các bác để lại bình luận, cũng như là muốn em làm để nội dung gì thì các bác cứ tiếp tục để lại bình luận nha. Rồi, xin chào. Rồi, chào và cảm ơn.